Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay, em có gửi đến tất cả các anh em 5 chiếc đồng hồ vintage mang những cái nét hoài cổ, mang những cái nét vintage xưa, thanh lịch, cổ điển và cực kỳ tinh tế anh em ạ. Và cả 5 mẫu sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu đều có những cái thiết kế đơn giản và nó mang những cái nét mà anh em đang theo đuổi phong cách classic, đơn giản, nhẹ nhàng và không kém những cái phần mà lịch thiệp anh em ạ. Và 5 mẫu sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu có cái giá rất là hợp lý anh em nhé. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào mô tả chi tiết từng chiếc đồng hồ một và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn. Và anh em nào mà lần đầu biết đến kênh của em thì anh em hãy nhấn vào nút đăng ký để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem và cùng sưu tập được những chiếc đồng hồ giá trị anh em nhé. Và đây là một cái thẻ bảo hành chính hãng bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết hàng chính hãng Thụy Sĩ, chính hãng đồng hồ và cũng không có lai tạp, sửa chữa cũng như là hàng nguyên zin nguyên bản anh em ạ. Và nếu mà anh em phát hiện ra hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và anh em nào ở xa muốn mua những chiếc đồng hồ này thì anh em cọc cho em 20% giá trị sản phẩm thì em sẽ gửi tận tay đến tất cả các anh em. Và bản đồng hồ đầu tiên trong cái video ngày hôm nay là một bản đồng hồ đến từ nhà Whitnauer, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ anh em nhé. Bản đồng hồ này cực kỳ đẹp anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây, nó cực kỳ là nhiều nét đẹp. Và để bây giờ em sẽ vào mô tả chi tiết chiếc đồng hồ này. Chiếc Whitnauer này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Và được sản xuất vào những năm 1960 anh em ạ. Chiếc đồng hồ này thì hội tụ cực kỳ nhiều nét đẹp và một cái nút vàng bọc nguyên con. Anh em cùng xem tổng thể qua chiếc đồng hồ này. Đấy, bản đồng hồ Whitnauer. Cái vỏ, khung vỏ được bọc vàng này. Và anh em thấy không, một cái kính meca bằng làm bằng nhựa mà nó kiểu nó làm vát hình những cái kiểu vát kiểu kim cương ấy, nhìn nó rất là độc đáo anh em ạ. Cái bản đồng hồ này phải nói là em cũng chưa nhìn thấy ở Việt Nam mình có chiếc đồng hồ thứ hai anh em nhé. Bản Whitnauer Geneva, cái thương hiệu Whitnauer cũng là một cái thương hiệu anh em với thương hiệu Longines, nên là đạt chuẩn những cái tiêu chuẩn của cái thương hiệu hàng đầu của Thụy Sĩ anh em ạ. Và điểm độc đáo tiếp theo đó chính là một cái dial nền mặt trắng nguyên zin và cái tông màu đờ mi ở đây đó là cái khung vỏ này thì bọc vàng này, những các cọc số và kim này anh em thấy không, nó làm bằng thép anh em ạ. Nên là những cái bản đồng hồ này thì nếu mà anh em nào mà có kiến thức chơi sâu ấy thì đây là một cái bản đồng hồ rất là giá trị anh em nhé. Và ở vị trí 3 và 9 giờ thì có một cái những cái viên kim cương gắn vào các cọc số là cái điểm nhấn anh em ạ. Cái bản đồng hồ này độ mới phải tầm 97-98% đấy, rất là đẹp. Và tổng thể zin nguyên bản núm zin nhá anh em ạ. Nước vàng 60 tuổi rồi mà nó còn đẹp như thế này, rất là nhễ nhụa và nhìn nó anh em thấy không, hiệu ứng nó nào ở trên nền mặt bắt sáng rất là tốt anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng. Chiếc đồng hồ này rất là dễ sử dụng thôi, anh em chỉ cần lên cót tay cho nó và anh em rút núm ra chỉnh giờ là các anh em đeo thôi. Cái bản đồng hồ này phải nói là cá nhân em sưu tập đồng hồ đến bây giờ là đã được cơ bản một số năm, cũng nhiều năm rồi mà lần đầu tiên em mới gặp được một bản đồng hồ Whitnauer mà còn đẹp như này anh em ạ. Và cái bản đồng hồ này thì có một cái size mặt cũng chuẩn size vintage xưa anh em nhé. Có một cái size mặt em đeo size để tất cả các anh em cùng xem. Size chuẩn size 33mm và mỏng nó khoảng 8,5mm và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nói là một bản Whitnauer rất là thanh lịch anh em nhé. Anh em nào mà cổ tay nó nhỏ nhắn một chút đeo những chiếc vintage này, phải nói là diện quần âu áo sơ mi, nhất là anh em đang làm nhà nước đeo những chiếc đồng hồ này rất là tinh tế anh em ạ. 60 năm rồi anh em nhé mà nó đẹp như thế này. Và chiếc Whitnauer này thì ở bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em đang giao lưu là 6.800.000 đồng anh em nhé.
Và chiếc đồng hồ thứ hai trong video ngày hôm nay là một bản đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Oris Super. Anh em thấy không? Bình thường những chiếc đồng hồ Oris ấy, thì đời mới rất là nhiều anh em ạ. Nhưng kiếm được những chiếc đồng hồ mà đời cổ như thế này cực kỳ khó anh em nhá. Bản đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ được bọc vàng, nó ngả màu vàng hồng rất là đẹp anh em ạ. Đáy được làm từ thép không gỉ. Anh em thấy cái nước thép của nó rất là đẹp và nó rất là bóng bẩy, nguyên zin anh em nhé, núm zin và tổng thể zin 100%. Đấy. Cái những cái chiếc đồng hồ Oris này nó làm hiệu ứng ở nền mặt đấy, nó làm rất là đẹp anh em ạ. Đấy. Anh em thấy không? Rồi ánh điện nó rất là bóng bẩy, nhìn nó rất là đã anh em nhé. Nhìn nó sang lắm anh em ạ. Đấy, các cọc số nổi, bộ ba kim lá lúa và chiếc đồng hồ này cũng rất là thanh lịch anh em ạ. Và em kết hợp cho chiếc đồng hồ này một sợi dây da bò màu đen tôn lên cái vẻ mặt là rất là tuyệt vời. Và chiếc đồng hồ này thì cũng rất là dễ sử dụng, anh em cũng lên cót và rút núm ra để chỉnh giờ. Chiếc đồng hồ phải nói là zin mộc nguyên bản và nó cực kỳ là đẹp anh em nhé. Bản đồng hồ này thì có một cái size mặt cũng chuẩn size 33mm, chuẩn size bên Tết xưa, mộc 9mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản Oris cổ này thì là một trong những cái phiên bản đồng hồ phải nói là cũng rất là ít có tại thị trường Việt Nam mình, cái thương hiệu Oris này anh em nhé. Nên là anh em nào đang muốn sưu tầm thì hãy nhanh tay. Đấy, bản đồng hồ Oris này thì bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ ba trong video ngày hôm nay là một bản đồng hồ phải nói là cực kỳ là hiếm và ít có tại thị trường Việt Nam mình. Bản đồng hồ Ramona. Cái thương hiệu này cũng phải nói là ở bên nước ngoài nó cũng rất là mạnh anh em ạ. Đấy, nguyên zin nguyên bản anh em nhé. Anh em thấy sưu tầm những chiếc đồng hồ vintage nó mỏng thôi, nó cũng lên tay ấy, phải nói là nó rất là ôm tay và nhìn nó đúng dáng vintage anh em nhé. Những cái mẫu đồng hồ này thì anh em lứa tuổi nào cũng có thể chơi được và nó hơn thế nữa, nó nhẹ nhàng, nó đơn giản và nó tinh tế anh em nhé. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây, được sản xuất vào những năm 1960 anh em ạ. Đấy, em lên cót cho nó và em rút núm ra này, chỉnh giờ rất là dễ sử dụng thôi anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái độ mỏng hoàn hảo đấy anh em ạ. Và nước vàng bọc nó ngả sang màu vàng hồng anh em ạ. Và cái kính Meca còn zin bởi vì nó có núp này. 60 tuổi rồi mà giữ được cái kính này cũng rất là giá trị, cũng rất là khó anh em nhé. Và ở vị trí góc 2 giờ thì có một cái vết rạn của cái kính này. Thì anh em đã chơi đồng hồ cổ ấy, thì những cái vết này này thì nên để, bởi vì là nó đúng là cái hàng sưu tầm giá trị cao. Và thường là những cái kính này thì bên em thay mới cũng vẫn khó anh em nhé. Mà anh em nào thích thay cái kính này thì bên em cũng có thể thay được. Nhưng mà cá nhân em sưu tầm đồng hồ cổ ấy, thì nguyên luôn muốn là để những chiếc đồng hồ nó tình trạng nó zin nguyên bản càng cao càng tốt anh em ạ. Bởi vì nó mới chính là cái đồng hồ sưu tầm, cái thời gian, giá trị và những cái nét hoài cổ anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh đậm anh em nhé, rất là đẹp. Và cá nhân em cũng rất là thích chiếc đồng hồ này, giá cũng cực kỳ hợp lý thôi. Đấy, size chuẩn size 34, mỏng có 7,5mm thôi anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không? Nó mỏng, nó cán trên cái nền tay. Và hơn thế nữa, đeo những cái chiếc đồng hồ ngả vàng hồng này. Đấy, cực kỳ đẹp. Kim cọc cũng là nó làm kiểu ngả vàng hồng nhá, nhìn nó rất là trẻ trung và sang anh em ạ. Bản đồng hồ Ramona này thì phải nói thương hiệu rất là ít có. Và chiếc đồng hồ này em đang giao lưu là 3.500.000 đồng anh em ạ. Giá rất là hợp lý cho anh em mua sưu tầm anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ tư trong video ngày hôm nay, một bản đồng hồ dáng tanh cổ điển. Đấy, bản đồng hồ phải nói là cá nhân em cũng rất là thích chiếc đồng hồ này. Một bản đồng hồ đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Watt Time Zin 100% anh em nhé. Dây này anh em nhìn thấy không? Dây cũng là dây da tây. Đấy. Nó đã chóc hết rồi nhưng mà phải nói là nó còn nguyên bản như thế này. Anh em nào mua thì em vẫn tặng cho anh em một sợi dây da. Đó. Và em thì thích những chiếc đồng hồ mà nó zin nguyên bản. Mình để càng những cái sợi dây càng zin càng tốt.
trừ khi là mình không sử dụng được nữa thì mình mới vứt đi anh em ạ. Chiếc quạt tam này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây, được sản xuất vào những năm 1960 anh em nhé, dáng tanh cổ điển, núm zin có logo này và đáy thép còn rất là mới. Ở vị trí bên cạnh ấy thì có một cái chóc vàng, đây là vàng xưa nên là nói chung 60 tuổi rồi, 66 năm tuổi rồi nên là những cái vết mòn vàng này nó là bình thường anh em nhé. Anh em chơi sâu rồi thì anh em biết, nên tay nó cũng không để ý, cũng như là nó không rõ, bởi vì là nó ở bên trong anh em ạ. Và cái bản đồng hồ này thì có một cái nền mặt ấy rất là đẹp anh em nhé, nền mặt thiết kế kiểu trắng đơn giản, cái nền mặt trắng đấy, và các cọc số nổi này, bộ hai kim rưỡi, cái kim dây nó trôi cực kỳ đẹp anh em ạ. Đấy, anh em chơi những anh em nào mà chơi những cái chiếc đồng hồ cổ sâu ấy thì anh em đều muốn là sưu tầm những cái chiếc đồng hồ mà kim rố như này, rất là đẹp. Và phải nói là cái bản đồng hồ này em rất là thích, dáng của nó đẹp và kết hợp cái sợi dây này nó cũng rất là nhã nhặn. Đấy, size 28, dáng vuông, dáng tròn nó khoảng 33.5 anh em ạ. Đây em lên tay để tất cả các anh em cùng xem này. Cái bản đồng hồ này thì cái dây của nó ấy, nó làm cách điệu nó rất là đẹp đó, anh em thấy không, lên tay sang chưa, cho dù cái sợi dây nó cũ rồi nhưng mà nó đúng một cái màu của thời gian, rất là đẹp, giá cực kỳ hợp lý. What time chính hãng được một Thụy Sĩ. Và chiếc What time này thì bên shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em đang bán là 2.900.000 đồng anh em nhé, rất là đẹp đấy anh em ạ, sang trọng tinh tế. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em là một bản đồng hồ nguyên zin 100% anh em nhé. Cái bản đồng hồ này phải nói là tại thị trường Việt Nam mình kiếm được mẫu thứ hai cũng cực kỳ khó. Nó đẹp một cách tinh tế và với một cái dáng thiết kế nó làm cũng độc đáo anh em ạ. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Sigma, cái thương hiệu cũng rất nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em ạ. Chiếc đồng hồ này đấy, zin 100% anh em nhé. Đấy, và tổng thể chiếc đồng hồ này thì làm từ thép không gỉ và một cái niềm benzen này này thì nó kiểu nó bọc vàng. Đấy, sợi dây kiểu sợi dây zin nguyên zin nhá, theo đồng hồ sợi dây kiểu hàng mắt cá cực kỳ đẹp và kiểu nó thiết kế kiểu hai kim hoàng gia. Đó, nhìn nó rất là tinh tế, chiếc đồng hồ lên cót được sản xuất vào những năm 1960 anh em nhé. Đó, anh em thấy không, cái dáng kiểu quả trứng ấy, rất là đẹp. Đấy, sang lắm anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì zin 100%, anh em chơi nó rất là giá trị. Đấy, size 34 chuẩn, màu nó khoảng 7.5mm anh em ạ. Và đồng hồ này thì phải nói là cá nhân em đánh giá cũng rất là đáng được sưu tầm bởi vì giá nó cũng rất là hợp lý anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì bên shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em đang giao lưu là 3.900.000 đồng anh em nhé. Phải nói là rất là tinh tế anh em ạ, sang trọng và cổ điển. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đó, nhìn nó cái hiệu ứng nền mặt của nó làm nó bắt sáng rất là tốt anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, chỉ có hơn 3 triệu thôi anh em có thể mua được một chiếc đồng hồ chính hãng, đồng hồ Thụy Sĩ này. Và hơn thế nữa, nó là một trong những cái bản đồng hồ giá trị thời gian sưu tầm. Và hơn thế nữa, nó zin nguyên bản 100% anh em ạ. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả các anh em một video gồm có 5 chiếc đồng hồ. Và 5 bản đồng hồ này cá nhân em đánh giá thì nó là những cái mẫu đồng hồ rất đơn giản, tinh tế và nó hội tụ nhiều những cái nét vintage xưa. Và giá thì vô cùng hợp lý anh em ạ. Và anh em nào mà muốn mua hàng thì hãy nhanh tay gọi điện số điện thoại em để ở phía bên phải màn hình video. Và em gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em trong suốt thời gian dài vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video.